Một buổi triển khai công tác tuần tra rừng với nhiều thành phần tham gia giữa Ban Chỉ huy quân sự huyện Cát Tiên, Hạt Kiểm Lâm và Vườn Quốc gia Cát Tiên. Những phần việc trong đợt kiểm tra rừng lần này được các bên thảo luận, trao đổi, bàn bạc thống nhất kế hoạch xác định các điểm nóng, điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng, phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp. Hàng tháng, Ban Chỉ huy quân sự huyện Cát Tiên đều xây dựng kế hoạch và triển khai tuần tra bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, lấn chiếm đất rừng và quản lý lâm sản. Năm 2024, Ban Chỉ huy quân sự huyện Cát Tiên đã phối hợp với Công an, Kiểm Lâm và các lực lượng khác tổ chức 267 lượt tuần tra rừng với 1.335 ngày công. Qua công tác tuần tra, kiểm soát đã phát hiện kịp thời các vụ vi phạm ngay từ khi mới phát sinh, từ đó góp phần bảo vệ tốt diện tích rừng của đơn vị được giao quản lý. Đơn vị đã xây dựng các cái kế hoạch phối hợp với Kiểm Lâm địa bàn, rồi Kiểm Lâm vườn quốc gia và lực lượng công an thường xuyên tổ chức tuần tra bảo vệ các cái khu vực mà được giao quản lý. Đặc biệt là đã phối hợp với các cái lực lượng theo cái quy chế 12 của thành lập đội 12 đó, thì thường xuyên là tổ chức tuần tra chung cho toàn bộ các cái điểm rừng mà có cái biểu hiện nghi ngờ trên địa bàn huyện, cũng như là các cái điểm rừng mà đơn vị được giao quản lý. Huyện Cát Tiên nằm ở phía nam của tỉnh Lâm Đồng với tổng diện tích tự nhiên là 42.670,6 ha. Trong đó, diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp là 27.255 ha, chiếm tỷ lệ 63% tổng diện tích tự nhiên. Ban Chỉ huy quân sự huyện Cát Tiên hiện được giao quản lý hơn 1.127 ha rừng trên địa bàn các xã Tiên Hoàng, xã Đồng Nai Thượng và 505 ha rừng đặc dụng của Vườn Quốc gia Cát Tiên trên địa bàn xã Phước Cát 2. Để quản lý tốt diện tích rừng được giao, song song với việc phối hợp với các lực lượng khác tổ chức tuần tra bảo vệ rừng, thời gian qua, Ban Chỉ huy quân sự huyện Cát Tiên còn phối hợp với các đơn vị chủ rừng, các địa phương, tổ cộng đồng bảo vệ rừng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, tổ chức ký cam kết cho người dân chấp hành tốt các quy định của luật lâm nghiệp. Ngoài nhiệm vụ là tuần tra hàng ngày, thì mình có chế độ là phục đêm, kiểm tra rừng. Phục đêm có nghĩa là đi từ chiều hôm trước đến ngày hôm sau về, hoặc là sẽ một tháng tổ chức đi 1 đến 2 đợt ngủ rừng trong ngày. Tức là ngủ rừng là mỗi lần đi từ 4 đến 5 ngày, và trong đó có lực lượng kiểm lâm, lực lượng cộng đồng nhận khoán và lực lượng của Ban Chỉ huy quân sự huyện. Mình sẽ kiểm tra toàn bộ cái diện tích trên cái địa bàn mà được giao cho Ban Chỉ huy quân sự huyện quản lý. Đảng ủy Ban Chỉ huy cũng đã ban hành các cái nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo cái công tác tuần tra bảo vệ rừng nói chung, và cái công tác là phối hợp bảo vệ các cái diện tích mà đã được giao quản lý nói riêng. Từ đó là sẽ hàng tháng là thường xuyên đưa cái nội dung tuần tra bảo vệ rừng theo cái nghị quyết 05 vào trong cái nghị quyết hàng tháng. Coi đây cũng là một cái nhiệm vụ là trọng tâm trong cái việc là thực hiện cái nhiệm vụ quân sự quốc phòng 5 của đơn vị. Đặc biệt là trong các cái thời gian mà cao điểm và mùa khô, thì Đảng ủy Ban Chỉ huy đã thường xuyên là tổ chức cái lực lượng, ngoài cái lực lượng phối hợp thường xuyên ra, thì Đảng ủy Ban Chỉ huy đã tổ chức cái lực lượng xuống trực tiếp kiểm tra, đánh giá tình hình và có cái phương án cụ thể. Để công tác quản lý bảo vệ rừng đạt hiệu quả, trong thời gian tới, Ban Chỉ huy quân sự huyện Cát Tiên chủ động phối hợp với các địa phương và chủ rừng tăng cường lực lượng để thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý bảo vệ rừng nhằm ngăn chặn kịp thời tình trạng phá rừng, khai thác, chế biến, mua bán, vận chuyển lâm sản, săn bắt động vật hoang dã trái phép, không để phát sinh những điểm nóng vi phạm luật lâm nghiệp trên địa bàn huyện. Triển khai xây dựng hiệu quả các mô hình sinh kế, hỗ trợ người dân phát triển dưới tán rừng nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ và phát triển rừng bền vững.